Từng bị tình cũ hành hạ 7 năm trời, Kylie rớt nước mắt vì chồng không màng quá khứ. Khán giả bất ngờ khi nghe vợ chồng Thanh Duy Kylie chia sẻ họ có phần không thoải mái khi đóng cảnh tình cảm hôn nhau trên màn ảnh. Vừa qua trong chương trình Giải mã tri kỷ tập 27, có sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên trai tài gái sắc của showbiz Việt, Kylie Thanh Duy. Tại đây cả hai đã có nhiều chia sẻ xúc động sau hơn 3 năm đám cưới và chung sống dưới một mái nhà. Cũng trong chương trình, Kylie Thanh Duy cho biết họ có kế hoạch có con trong năm nay nhưng còn tùy duyên. Hiện tại chưa có dự án phim ảnh nào có sự tham gia của hai vợ chồng, nhưng họ lại có những dự định về âm nhạc. Cách đây không lâu, Kylie từng tiết lộ cô bị mắc bệnh về tuyến giáp nên chậm sinh con. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã mổ xong tuyến giáp nên hai vợ chồng đã sẵn sàng cho việc có thành viên mới. Như bao nhiêu cặp đôi khác khi đến với chương trình, Kylie Thanh Duy dành cho nhau nhiều lời cảm ơn và xin lỗi. Kylie lần đầu tiên cảm ơn Thanh Duy đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Trước đây khi chưa quen anh, em đã trải qua mối tình không mấy tốt đẹp, anh đã chấp nhận em, không màng đến quá khứ của em, luôn yêu em bên cạnh em cho tới thời điểm này. Kylie từng bật khóc kể trên truyền hình rằng cô 7 năm bị tình cũ hành hạ. Lúc gặp Thanh Duy, cả hai đều đang có người yêu nên chưa có tính gì với nhau. Sau này khi hai người đều độc thân, họ mới quyết định tìm hiểu quan tâm. Tôi đã từng khổ 7 năm trời, lúc đó thậm chí là ba của tôi phải lên Sài Gòn để bảo vệ cho tôi. Người bạn trai cũ của tôi không muốn chia tay mà người đó làm khổ tôi rất nhiều. Cho nên mẹ sợ tôi bị khổ lần thứ hai, nhưng tôi vẫn quyết tâm đến với Thanh Duy. Ngay lúc này tôi chỉ muốn nói một câu là ông trời đã bù đắp cho tôi, Kylie từng kể trong một chương trình truyền hình cách đây không lâu. Chính Thanh Duy từng được nghe vợ kể về mối tình cũ khổ sở trên truyền hình. Giờ đây, được bù đắp người chồng yêu thương, tuy nhiên có những lúc ông xã còn vô tâm, không để ý đến cô. Nhưng Kylie cho biết cả hai sẽ khắc phục từng ngày và cảm ơn Thanh Duy vì đã cho cô làm người phụ nữ hạnh phúc. Đáp lời, Thanh Duy cho biết không muốn có sự hoàn hảo trong cuộc sống vợ chồng vì đó mới là cuộc sống đời thường, đó mới là sự thú vị. Anh không nhất thiết phải ngày tình yêu, không phải ngày sinh nhật của anh hay em để làm điều gì đó. Anh thích thì làm, đó mới là con người anh, tính cách của anh. Thanh Duy còn khuyên vợ nên tập trung sức lực để thực hiện những mục tiêu lớn lao của hai vợ chồng. Thanh Duy cũng cho biết, từ ngày gặp được người trong mộng, anh biết nỗ lực và cố gắng làm những điều tốt đẹp cho cả hai. Trước những lời quá chân thành của chồng, Kylie bật khóc và nói lời xin lỗi vì chưa làm được việc nhà. Cô cho biết mình sẽ cố gắng việc xã hội để bù lại. Cũng tại chương trình, khán giả được fan bất ngờ khi nghe vợ chồng Thanh Duy Kylie chia sẻ họ có phần không thoải mái khi đóng cảnh tình cảm hôn nhau trên màn ảnh. Là một trong những cặp diễn viên tiên đồng ngọc nữ của showbiz Việt và từng hợp tác với nhau trong một số phim truyền hình, nhưng có vẻ như cặp đôi không thoải mái đóng những cảnh thân mật như tưởng tượng của khán giả. Kylie kể với MC, chị nhớ là đóng phim Dấu Chân Du Mục, quay cảnh hai đứa trong lều, hai đứa đang tình cảm hôn nhau thì ảnh kêu thôi được rồi, hôn như đó được rồi, hôn quá kỳ lắm, đang hôn mà vậy đó. Trong khi Kylie vẫn còn ấm ức nhắc đến kỷ niệm đó thì Thanh Duy nhanh chóng thanh minh. Giống như những cái đó là riêng tư của mình không muốn người ta thấy, vì đó là người mình yêu, vợ mình nên mình không muốn cho người ta thấy. Dường như câu trả lời của Thanh Duy chưa xoa dịu được vợ, Kylie tiếp tục bóc mẽ. Chị tức lắm em, tức lắm. Ảnh hôn người khác thì cuồng nhiệt. Chị phát hiện đoạn phim đó mà thấy tức. Trước sự tấn công dồn dập của vợ, Thanh Duy chỉ biết cười trừ. Xin chương trình đổi câu hỏi. Thanh Duy Kylie đã chia sẻ và giải đáp tức tần tật những thắc mắc của khán giả từ những ngày đầu yêu nhau cho tới khi về chung nhà xây dựng tổ ấm. Kylie lớn tuổi hơn Thanh Duy, nhưng dường như người hâm mộ chưa bao giờ thấy sự chênh lệch giữa hai nghệ sĩ, mà luôn thấy cặp đôi xuất hiện với sự tươi vui, năng lượng tích cực với vẻ ngoài trẻ trung. Nói về việc tại sao lựa chọn Thanh Duy mà không phải ai khác, Kylie cho biết mình bị rung rinh bởi vẻ ngoài điển trai của nam diễn viên. Khi quen biết Thanh Duy lớn hơn một tuổi, nhưng vẫn kêu anh vì thấy anh đẹp trai, mà đẹp trai thì làm anh được, đẹp là một chuyện mà còn duyên dáng nữa chứ. Cả thời gian yêu và cưới nhau đã được 6 năm, nhưng cặp đôi vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên. Nói về chuyện say nắng hay rung rinh với ai khác, cả Kylie, Thanh Duy đều khẳng định mình chưa từng nghĩ đến người nào khác kể từ sau khi quen nhau. Kylie khẳng định mình sẽ cắt đứt quan hệ nếu Thanh Duy có ý định quen người khác, chuyện gì cũng được, nhưng trên đời chỉ ghét nhất là chuyện phản bội. Lấy ảnh là mình nói trước một câu, những cái lặt vặt mình bỏ qua, nhưng nếu không chung thủy thì mình cho đi luôn. Tiếp lời vợ, Thanh Duy nói, mình đã lấy vợ thì không nên như vậy. Điện thoại đưa cho xài, password đưa cho luôn, muốn làm gì làm. Nữ diễn viên Cổng Mọc Trời còn cho biết từ ngày có Thanh Duy, đầu óc chỉ nghĩ đến chồng chứ không hề nghĩ đến ai khác. Nếu có đi chăng nữa cũng là nam thần trong phim ngôn tình. Cặp đôi Thanh Duy Kylie cũng khẳng định chắc nịch. Không ai có ý nghĩ muốn quay lại trạng thái độc thân vì khi về với nhau là một sự viên mãn, có thêm bàn tay chăm sóc đối phương và luôn cảm thấy hạnh phúc vì có nhau.
khoảnh khắc đáng yêu của diễn viên cõng mặt trời bên ông xã trong chương trình.